Trong buổi hôm nay, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để đi vào tất cả các cái phương pháp, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với nhau một số phương pháp cơ bản và rất hữu hiệu để chúng ta có thể tự thực hành, tự tìm kiếm và tự dẫn dắt mình trở lại với sự cân bằng, sự bình yên nội tại, đặc biệt là trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy rất là bấp bênh, rất là bối rối, hoang mang và rất là quằn quại dằn vặt trong chính mình. Thì những cái phương pháp mà chúng ta có thể tự thực hiện đó là có lẽ là có 5 phương pháp mà mình muốn trao đổi với mọi người ở đây. Phương pháp đầu tiên đó là thư giãn sâu hay là thực hành thiền định. Thì phương pháp này có thể không phải ai cũng đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện. Nhưng mà cơ bản là có lẽ những người mà thường xuyên đi lễ chùa cũng đã có những cái sự quan tâm và cũng bắt đầu tìm hiểu và có thể là bắt đầu thực hành, thậm chí thực hành thường xuyên những cái phương pháp thiền này. Thì thiền hay là tạm gọi là thư giãn sâu, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu với việc là thư giãn. Thực ra thiền thì có 2 loại chính, tất cả các phương pháp thiền chung quy lại có 2 loại chính, đó là thiền thư giãn và thiền thanh lọc tâm trí. Thì thường chúng ta sẽ bắt đầu với thiền thư giãn trước. Và thiền thư giãn này đó là những cái phương pháp giúp cho chúng ta có thể tạm ngừng lại những suy nghĩ rối ren, chỉ tập trung vào một đối tượng nào đó trong quá trình chúng ta ngồi xuống. Chúng ta cố gắng để thư giãn, chúng ta cố gắng buông bỏ những cái gì rối ren xung quanh mình trong cuộc sống của mình. Thì cái phương pháp thiền thư giãn á, chúng ta có thể sử dụng một đối tượng hay một cái chủ thể nào đó để tập trung vào trong quá trình chúng ta ngồi tĩnh lặng. Đó là có thể là một vật thể, ví dụ như một ngọn nến, hay là một bức tượng Phật, hay là chúng ta có thể gõ mõ, tức là lắng nghe một cái âm thanh, tập trung và lắng nghe một cái âm thanh. Thì có thể là âm nhạc, tiếng mõ, tiếng chuông, hay là một cái giai điệu âm nhạc rất là du dương nhẹ nhàng, hay là tiếng chim hót. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ chọn một cái chủ thể duy nhất để tập trung vào trong cái quá trình thiền thư giãn này. Nó cũng có thể đơn giản chỉ là quan sát hơi thở của mình và quan sát cơ thể của mình, chỗ nào mình đang mỏi, chỗ nào mình đang đau, chỗ nào mình đang thấy khó chịu, mình sẽ điều chỉnh nó. Đây là những cái đối tượng để mà chúng ta có thể tập trung tâm trí vào trong quá trình ngồi thiền thư giãn. Và nó sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta chỉ tập trung vào một đối tượng đó, thay vì suy nghĩ về mọi thứ xung quanh rất là rối ren bộn bề, ồn ào náo nhiệt. Mỗi khi mà chúng ta nhận ra là mình lại nghĩ đến một cái gì khác, mình lại bị cuốn trôi vào trong một cái dòng suy nghĩ nào đó, thì chúng ta chỉ đơn giản là nhắc mình quay trở lại với cái chủ thể mình đã chọn để mà ngồi thiền đó. Thì nếu như là ngồi thiền nghe có vẻ là hơi to tát, hơi có vẻ như là rất là nghiêm trọng, rất là cần phải đòi hỏi thời gian và công sức, thì chúng ta có thể đơn giản gọi đó là cái thời gian mà chúng ta dành cho chính mình mỗi ngày để ngồi tĩnh lặng, để ngồi thư giãn sâu. Thì chúng ta có thể là ngồi ở ghế buông hai chân xuống đất, hoặc là ngồi xếp bằng cũng được, miễn là cái cột sống của chúng ta thẳng, cổ vai gáy chúng ta thẳng, để chúng ta không bị rơi vào cái trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, mà chúng ta có thể tập trung vào cái đối tượng mà chúng ta chọn để hành thiền đó. Thì đây là cái phương pháp thiền thư giãn mà chúng ta có thể thực hành ở nhà, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần 5 phút, 10 phút. Tuy nhiên để thiền sâu hơn thì như các nhà khoa học có phân tích, đó là thường thì cái trạng thái thiền nó sẽ bắt đầu tự diễn ra, có nghĩa là cái trạng thái mà tâm trí rất là tĩnh lặng và rất là tập trung và không có bị xáo trộn bởi những cái cảm xúc và suy nghĩ, thì thường nó sẽ diễn ra ở phút thứ khoảng độ 18 phút, 20 phút thiền. Nên là khi mà chúng ta thực sự muốn thiền sâu thì chúng ta sẽ cần phải thiền khoảng độ 20 phút trở lên, có thể là 30 phút một lần, hay là một tiếng, thậm chí một tiếng, hai tiếng. Thì chúng ta bắt đầu với một cái quãng thời gian ngắn thôi, 5 phút, 10 phút, 15 phút một ngày, với cái tâm thế là mình dành thời gian cho mình để thư giãn, để tĩnh tâm, để lắng động lại, để không bị cuốn trôi vào những cái dòng cảm xúc và những cái dòng suy nghĩ mà chúng ta thông thường còn không nhận ra. Thế còn khi mà chúng ta đã thực hành lâu thì chúng ta có thể là tăng cái thời lượng lên 15 phút, 20 phút, 30 phút. Và thật ra đối với người hiện đại, khi mà chúng ta còn đang có rất là nhiều công việc phải làm, thì chúng ta có thể là thiền 2 lần một ngày, mỗi lần 30 phút, có thể buổi sáng và buổi tối. Thì cái phương pháp thiền là
hai lần một ngày này sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta rất là focus, rất là tập trung, rất là clear, rõ ràng, rành mạch, và tăng khả năng tập trung, tăng khả năng sáng tạo, rồi cái sự suy nghĩ sáng tỏ trong cái công việc của mình làm, hay những cái cuộc đối thoại, hay là những cái gì mà chúng ta cần phải trao đổi với người khác, chúng ta sẽ trở nên minh mẫn hơn, sáng tỏ hơn. Thế còn những người mà theo đuổi con đường tâm linh và con đường tu tập và không phải tham gia vào cái môi trường xã hội nhiều, có nghĩa là không phải làm việc full time, hoặc là không cần phải tham gia vào những cái việc kinh doanh, the business, các thứ nhiều ạ, thì chúng ta thậm chí có thể thiền lâu hơn, 1 tiếng, 2 tiếng mỗi lần thiền, thì cái khả năng tập trung cao độ vào cái quá trình chuyển hóa này nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Thì cái thời gian thiền này sẽ là tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi người và cái khả năng của mỗi người. Nếu chúng ta có con nhỏ thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể dành quá nhiều thời gian. Nó còn phụ thuộc vào cái lối sống, vào cái khuôn khổ gia đình. Thì chúng ta có thể tự mình điều chỉnh và tự đặt ra cái mục tiêu và lựa chọn cái khung giờ, cái khoảng thời gian nào đó phù hợp nhất với mình để có thể thực hành. Thì đó là cái phương pháp thứ nhất mà có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những cái lúc sóng gió trong cuộc sống, những cái cơn bão lòng, hay là những cái dằn vặt quằn quại trong cảm xúc và tâm trí của mình trong cuộc sống và công việc. Thì cái phương pháp thứ hai đó là, thông thường chúng ta sống ở giữa thành phố lớn và gần như nơi nào chúng ta nhìn cũng là bê tông, là xi măng cốt thép. Cũng có những cái khoảng không như là bãi cỏ, công viên, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy. Trong tuần, nếu như chúng ta đi học, đi làm, chúng ta gần như không có nhiều thời gian dành ra để mà đi công viên hay là đi dạo ở ngoài thiên nhiên, đúng không ạ? Cho nên là trong cái cuộc sống hiện đại này, chúng ta có thiếu rất nhiều yếu tố của sự sống. Thường chúng ta nghe thấy là đất, nước, lửa, khí, đây là 4 yếu tố căn bản của sự sống trên trái đất này. Nhưng mà đối với người hiện đại thì chúng ta sống giữa bê tông cốt thép, sống giữa flat hay là căn hộ mà không có vườn tược. Rồi là có thể là ở một cái khu đô thị rất là đông đúc, nên là chúng ta không có công viên ở bên cạnh mình. Nên là cả tuần có khi chúng ta mới đi ra công viên 1 lần. Thế là cái yếu tố đất, đất thì thực ra là bao gồm là cả trái đất. Thì chúng ta không chỉ là chạm vào mặt đất, chúng ta vẫn thường xuyên là chạm vào mặt đất, đó là ngồi dưới nền nhà hay là đi ra ngoài đường thì chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta đi trên mặt đất, nhưng thực ra là chúng ta lúc nào cũng đi giày, lúc nào chúng ta cũng đi trên bề mặt xi măng, chứ còn gần như không có thời gian nào mà chúng ta chạm vào, thực sự chạm vào thiên nhiên, chạm vào đất mẹ hay là chạm vào cây cỏ, hoa lá. Thì cái yếu tố đất này là yếu tố thiên nhiên, cho nên là để mà thực sự kết nối với chính mình, hay là để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái sức khỏe của thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ cần phải cân bằng được 4 yếu tố. Yếu tố đất là yếu tố thiên nhiên. Chúng ta chỉ cần dành thời gian hàng ngày đi bộ giữa thiên nhiên, chạm vào cỏ cây hoa lá, hay ngắm sao trời. Ở trong thành phố có thể là hơi khó, nhưng có thể là ngắm mây, ngắm lá, ngắm những cái ánh nắng xuyên qua tán lá, hay là khi mà trời mưa chúng ta có thể chạm vào những cái hạt mưa này. Thì chúng ta sẽ cần phải tăng cường cái thời gian mà chúng ta ở giữa thiên nhiên, đi ra công viên nhiều hơn, hoặc là đơn giản là khi mà đi bộ ở dọc đường thì chúng ta sẽ dừng lại, nhìn một cái cây bên đường, nhìn một bông hoa bên đường, có thể chạm vào nó. Thì chúng ta hãy lưu ý cái yếu tố đất này là một. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố nước. Thì yếu tố nước thì gần như chúng ta không có bị thiếu nhiều lắm, bởi vì hàng ngày chúng ta tắm rửa rồi là uống nước. Nhưng mà đa phần rất là nhiều người hay quên thói quen uống nước, nên là chúng ta cố gắng tăng cường thói quen uống nước. Uống nước có thể là uống nước hoa quả, có thể là uống trà thảo mộc. Nhưng mà trà mà có caffeine này với lại cà phê thì thực ra nó lại không có tác dụng nhiều trong việc thư giãn. Bởi vì caffeine lại làm cho cái tâm trí của chúng ta rất là căng thẳng, tập trung rất cao độ. Và vì thế chúng ta sẽ cảm thấy cái đầu của mình lúc nào cũng rất là căng. Và có thể chúng ta sẽ cảm giác được boost một chút khi mà chúng ta uống cà phê, uống trà. Nhưng mà cái hệ quả mà nó kéo theo chúng ta gần như không có biết đến, đó là nó làm cho chúng ta rất là căng thẳng, lúc nào cũng suy nghĩ. Nếu như chúng ta không đang làm việc nha, cái khả năng tập trung cao độ vào công việc thì đó là một cái benefit, một cái điều
tác dụng tốt của cà phê và trà. Nhưng khi chúng ta không làm việc thì nó lại vẫn có những cái tác dụng, đó là cái tâm trí của chúng ta xoay vòng rất nhanh. Lúc nào cũng căng, lúc nào cũng rối ren, lúc nào cũng phải nghĩ đến người này, người kia, câu nói nọ, câu nói kia, sự việc này, sự việc kia, rồi mong cầu cái nọ, cái kia. Cà phê và trà nó có cái tác dụng đó, lúc nào tâm trí của chúng ta cũng hoạt động rất mạnh, rất căng. Thế nên chúng ta sẽ tăng cường yếu tố nước, nhưng không phải là cà phê và trà, mà đó là nước hoa quả, nước lọc. Và nước rất là quan trọng trong quá trình hấp thụ, chuyển hóa những cái thức ăn, những cái năng lượng mà chúng ta nạp vào cơ thể. Và yếu tố thứ ba, đó là yếu tố lửa. Đây là yếu tố vô cùng thiếu trong xã hội hiện đại. Mà nếu như một số gia đình may mắn á, thì có cái bếp lò ở trong nhà, mùa đông chúng ta thường là đốt lò, đốt lửa. Thì đó là một cái sự rất là may mắn. Và vì sao chúng ta cảm thấy rất là ấm cúng và hạnh phúc, bình yên khi mà ngồi quây quần quanh đống lửa, hay là ngồi quan sát cái bếp lửa trong nhà mình, chúng ta thấy rất là cứ như là đang ở nhà vậy, về đến nhà vậy. Đúng là ở trong nhà chúng ta thật, nhưng tại sao mà mọi khi chúng ta không đốt lửa, chúng ta chỉ ngồi nhìn vào điện thoại, chúng ta không có cái cảm giác đó. Khi chúng ta nhìn vào ánh lửa, nó là một cái yếu tố tạo nên sự sống này mà chúng ta thường rất là thiếu. Và vì thế chúng ta có một chút lửa hôm nay, đó là ánh nến. Nếu như chúng ta sống ở thành thị, sống ở những cái căn hộ không có bếp lửa ở trong nhà, thì chúng ta có thể hàng tối chúng ta đốt một cái ngọn nến lên. Nó rất là thư giãn, rất là dễ chịu. Và khi mà nhìn vào ánh lửa, quan sát nó thật lâu, tự nhiên chúng ta sẽ thấy đến một cái lúc nào đó chúng ta không còn bị cuốn vào những suy nghĩ, mà chúng ta chỉ nhìn thấy ánh lửa trước mặt. Và cái cảm xúc, cảm giác của mình rất là bình yên, dễ chịu. Vì chúng ta đang kết nối với một trong những cái yếu tố căn bản tạo nên sự sống, tạo nên chính sự sống này, cuộc sống của mình. Thì chúng ta có thể là lưu ý đến cái việc là lúc nào trong nhà chúng ta cũng có một chút nến rất là thi vị. Có thể là lúc mà chúng ta đi tắm cũng được, ở trong nhà tắm chúng ta đốt một chút nến, hay dùng một chút tinh dầu hoa hồng hay là tinh dầu tự nhiên gì đó, để miễn sao đó là ngày ngày chúng ta có một chút yếu tố lửa ở trong cuộc sống của mình. Và yếu tố tiếp theo, đó là yếu tố thứ tư, đó là yếu tố khí, không khí, khí quyển. Thì thông thường chúng ta ngày nào cũng hít thở, và không khí thì ở đâu cũng có. Nhưng mà chúng ta gần như không bao giờ có thời gian để mà chú ý đến hơi thở của mình. Chúng ta không có để ý đến là mình đang thở sâu hay thở nông, hay là thậm chí có những lúc mình còn dừng cả thở. Khi mà chúng ta vô cùng tập trung vào một cái công việc, hay là một cái bài viết ở trên mạng, hay là một cái suy nghĩ lo toan gì đó, chúng ta thậm chí quên cả thở. Và cái hơi thở của chúng ta thường rất là nông, rất là khẽ, rất là nhẹ, và nó không đủ tiếp oxy cho não bộ cũng như là cơ thể của mình. Thì không khí thì thực ra ở đâu cũng có, nhưng mà chúng ta có thực sự hít thở, và chúng ta có quan tâm đến cái chuyện nạp không khí vào người hay không, thì thường là chúng ta không có để ý đến. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện là mình luôn luôn cần phải có đủ cái bốn yếu tố này, thì chúng ta cũng nên dành thời gian hàng ngày quan sát cái hơi thở của mình, hít sâu thở đều, hít sâu thở mạnh, để mà nạp năng lượng cho, nạp oxy cho cơ thể mình nhiều hơn, và mình kết nối với một trong những thành phần căn bản nhất của sự sống nhiều hơn. Thì bốn cái yếu tố này khi chúng ta thường xuyên tiếp xúc với chúng, chúng ta sẽ có một cái sự cân bằng tự nhiên, tự trở về với cái bản chất bình yên nội tại, khi mà chúng ta có thể cân bằng được bốn yếu tố này. Và đặc biệt là với yếu tố khí ấy, thì khi mà chúng ta đi bộ giữa thiên nhiên, nơi có nhiều cây xanh, đó là cái nơi mà tuyệt vời nhất để chúng ta có thể hít sâu, nạp oxy đầy vào lồng ngực, để có thể khi mà thở ra, thở thật mạnh, xả hết những cái bức xúc, những cái dồn nén trong lòng. Tại sao mà khi thở mạnh chúng ta lại xả được bớt đi stress? Thì thực ra thân thể và tâm trí hay là cảm xúc của chúng ta có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Những cái cảm xúc mà chúng ta cảm thấy, chúng ta tích tụ nó ở trong người mà chúng ta không có biết. Ví dụ như là gan của chúng ta là nơi mà chúng ta tích trữ cảm xúc hận thù, giận dữ, bức xúc. Hay thận là nơi mà chúng ta tích trữ những cái nỗi sợ trong lòng mình. Lo lắng liên tục, rồi là lo sợ chuyện này chuyện kia sẽ xảy ra, lo sợ thất bại, lo sợ thành công, lo sợ bị đánh giá bởi mọi người.
những cái cảm xúc này, những cái nỗi sợ này tích trữ ở trong phần thận của chúng ta. Hay là cái cảm xúc đau đớn, thất vọng, buồn bã, chán nản, nó tích trữ ở phần phổi và phần tim của chúng ta. Thì khi mà những cái cảm xúc cứ tích trữ mà chúng ta không có xả nó ra, thì dần dần cái sức khỏe của cơ thể của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, cũng bị suy yếu. Và có những người mà không hiểu sao còn tuổi rất trẻ lại có những cái vấn đề về thận, về gan, ví dụ như thế. Thì ngoài cái chế độ ăn uống, ngoài cái việc là gen di truyền, rồi là những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta gọi là nạp vào cơ thể, ví dụ như là những cái đồ độc hại, hóa chất vân vân, thì còn có cái yếu tố cảm xúc. Có thể cái người đó có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ, tức giận hay là hận thù hay là trầm cảm hay là gì đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các cái bộ phận trong cơ thể này. Và vì vậy thì khi mà chúng ta có thể đi bộ giữa thiên nhiên, xả thật mạnh những cái không khí mà chúng ta tích ở trong người này, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta xả đi, bớt đi những cái stress mà chúng ta tích tụ ở trong các cái nội tạng của cơ thể đó. Thì đây là cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần lưu ý. Vấn đề thứ nhất đó là thư giãn sâu hay là thiền. Vấn đề thứ hai đó là bốn yếu tố của sự sống mà chúng ta cần phải kết nối với. Và cái phương pháp, cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta phải hết sức thận trọng với những cái thông tin mà chúng ta nạp vào tâm trí của mình. Thường á, chúng ta cố gắng lấp đầy thời gian trong ngày bằng cách đó là xem Facebook, xem Instagram, xem YouTube, mà chúng ta không có để ý đến việc những cái thông tin đó khiến cho chúng ta cảm thấy như thế nào, cảm xúc đó tốt cho chúng ta hay là không. Tức là chúng ta nhìn, đọc tin, chúng ta cảm thấy rất là thích thú, rất là quan tâm, rất là thú vị, nhưng chúng ta không có để ý đến chuyện đó là đôi khi chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, rất là ghen tị, rất là bực bội, rất là ngứa mắt. Có nhiều cái thứ mà chúng ta đọc mà chúng ta chỉ thấy những cái cảm xúc này nổi cuồn cuộn lên, nhưng chúng ta không có để ý rằng là nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến chúng ta. Và ngày ngày chúng ta cứ nạp những cái thông tin này, chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái cảm xúc không tích cực này, thì dần dần chúng ta cứ bị sói mòn về cái tinh thần, về cái năng lượng sống của mình. Đồng thời chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái thói quen. Khi mà chúng ta lúc nào cũng có cái thói quen đó là nhìn ngứa mắt quá, ôi giời sao lại như này, sao lại mặc cái bộ này, sao lại chụp cái ảnh buồn cười thế kia, hay là ôi cái đội này ăn chơi quá ấy. Tức là lúc nào chúng ta cũng đánh giá, lúc nào chúng ta cũng có những cái cảm xúc tiêu cực, bất mãn, hoặc là ghen tị, hoặc là khó chịu, mà chúng ta không có quan sát để ý để mà ngừng nó lại, thì nó sẽ thành thói quen. Nhìn thấy cái gì mình cũng sẽ tiếp tục có những cái suy nghĩ như thế, cảm xúc như thế. Thế nên là chúng ta hết sức phải thận trọng trong việc thông tin gì chúng ta lựa chọn để nạp vào tâm trí của mình. Chúng ta có thể là dành thời gian thư giãn, nhưng mà chúng ta có những cái lựa chọn khác nhau. Thay vì đó là việc là lướt Facebook để xem mọi người đăng cái gì, rồi là cảm thấy rất là khó chịu, hoặc là thèm khát, hoặc là ghen tị, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái âm nhạc rất là dễ chịu, thư giãn, hoặc những cái bài giảng của những cái vị thầy giúp cho chúng ta hiểu ra những cái chân lý mà chúng ta thường quên đi. Hoặc là chúng ta có thể dành thời gian đó để đọc sách, hoặc là để ngâm mình trong bồn tắm với những cái hương thơm, ánh nến, cũng là cái thời gian đó. Nhưng chúng ta hết sức tỉnh táo trong việc lựa chọn thông tin và lựa chọn cái hoạt động mà mình làm, entertain mình, để mình không bị lún vào những cái cảm xúc tiêu cực, và góp phần lựa chọn những thông tin tích cực. Thực ra trên mạng có rất là nhiều những cái thông tin khác nhau, và chúng ta thường bị cuốn vào những cái thông tin mà nó thổi phồng nỗi sợ trong mình, hoặc là thổi phồng cái sự ghen tị trong mình. Chúng ta rất thích xem những cái người nổi tiếng, hay những cái tin giật gân, hay là những cái tin rất là đáng sợ về dịch bệnh, về những cái vụ chém giết vân vân. Nhưng mà nó có tác dụng gì cho chúng ta hay không? Mà tại sao chúng ta lại cứ muốn cuốn vào đó? Thực ra thì đó là bởi vì có những cái nỗi sợ trong lòng mà chúng ta thường không có bộc lộ ra. Bản ngã của chúng ta thường muốn có đồng minh, tức là chúng ta muốn nhìn thấy những cái nỗi sợ của người khác để cảm thấy như là mình có bè, có cánh, có đồng minh, và cảm thấy như là đúng rồi, mình
cảm thấy những cái nỗi sợ này, những cái nỗi lo lắng này là hoàn toàn hợp lý. Và muốn nuôi dưỡng những cái cảm giác này, muốn người khác đồng lòng với mình. Và mình cứ thế mà vô thức cuốn đi vào những cái dòng thông tin này. Nhưng thực ra nó không hề có cái tác dụng gì cho mình cả. Không hề có tác dụng trong việc giúp mình bình lặng về tâm trí, lẫn ảnh hưởng rất là không tốt đến cái sức khỏe về thân thể. Cho nên chúng ta hãy lựa chọn và tỉnh táo dành cái thời gian rảnh của mình vào những cái hoạt động tích cực có tác dụng, và vào những cái nguồn thông tin mà nó có tác dụng giúp cho mình cảm thấy ấm lòng, cảm thấy tích cực, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, chứ không phải là cảm thấy là cuộc sống thật là tăm tối, thật là nhiều cái điều xấu xa và cảm thấy bế tắc, buồn bã, chán nản, thất vọng về cuộc sống này. Thì đấy là cái thứ mấy rồi ta? Thứ ba rồi. Vậy cái vấn đề thứ tư mà mình muốn nói đến ở đây đó là chúng ta cần có sự vận động hàng ngày. Thì những người hiện đại sống giữa thành phố lớn thì chúng ta dành rất nhiều thời gian chỉ có ngồi thôi. Ngồi ở ghế văn phòng, hoặc là ngồi làm việc ở nhà, hoặc là cùng lắm là đứng để ví dụ nấu ăn các thứ, hay là đi lại từ xe buýt đến xe tàu điện, rồi từ tàu điện rồi đến văn phòng, ví dụ như vậy. Nhưng cái vận động đó nó chưa có đủ. Cái thời gian mà chúng ta ngồi một chỗ rất là nhiều. Nếu chúng ta mà set điện thoại, đặt chế độ mà kiểm tra xem là, hay là cái Apple Watch, nó có thể đo được cái thời gian mà mình ngồi quá nhiều, quá lâu, thì chúng ta sẽ thấy hốt hoảng rằng là mình ngồi cả ngày hình như phải đến 15 tiếng, hay là có thể là 12 tiếng, có thể là 10 tiếng. Nhưng mà thực ra cơ thể của con người không có design, không có cấu tạo nên cho cái việc ngồi một chỗ. Thực ra thì những cái người ngồi thiền họ ngồi rất là lâu. Nhưng mà khi mà ngồi thiền quá lâu đấy cũng có một số cái vấn đề liên quan phát sinh, ví dụ như là cái cột sống này, cái phần thắt lưng này rất là đau mỏi, hay là cái phần vai gáy này có thể sẽ rất là đau mỏi. Cho nên là ngoài cái việc là chúng ta thực hiện những cái vấn đề mà chúng ta đã vừa với trao đổi lúc nãy ra, thì chúng ta sẽ cần dành thời gian hàng ngày để vận động. Vận động này có thể là vận động rất là nhẹ nhàng thôi, là yoga, thư giãn, hay là kiểu như stretching. Stretch là một cái sự vận động rất là có tác dụng. Hay là nếu như có thể có điều kiện, chúng ta sẽ đi bơi, rồi đi chạy, rồi đi bộ. Đi bộ giữa thiên nhiên. Thực ra cái đi bộ giữa thiên nhiên là một cái hoạt động vô cùng tốt, nó kết hợp được đủ thứ. Đi bộ đó là sự vận động này. Mà đi bộ phải vung tay vung chân lại càng tốt, giống như là các bà các mẹ vậy. Thì vận động cơ thể cộng với không khí trong lành, cộng với lại kết nối với yếu tố đất, thì đi bộ giữa thiên nhiên là một thứ vô cùng tốt. Và vận động thì chúng ta có thể chọn những cái hình thức phù hợp nhất với mình. Không cần thiết là phải là loại hình vận động nào, nhưng miễn là chúng ta phải có sự vận động hàng ngày. Nếu như có thể toát được mồ hôi càng tốt. Còn nếu không thì cũng gọi là vận động nhẹ. Có thể chỉ cần 5-10 phút tập yoga thôi trước khi đi ngủ, hoặc là đi bộ một tiếng ở ngoài trời, như nào cũng được, miễn là vận động, chứ đừng ngồi quá nhiều. Mỗi 45 phút thì hình như là theo khoa học người ta nói, mỗi 45 phút chúng ta phải đứng lên vận động, vươn vai, đó, kiểu như thế. Thế và cái vấn đề thứ 5 mà chúng ta có thể giúp cho mình vượt ra khỏi được những cái sự bất bình ổn hay là sự mất cân bằng này, đó là chúng ta sẽ dành thời gian để đọc sách, để lắng nghe những cái sự hướng dẫn, và đặc biệt đó là quán chiếu chính bản thân mình, chuyển hóa được chính bản thân mình, chuyển hóa được nguyên nhân gây ra những cái cảm xúc bất bình ổn, hay là những cái cảm xúc cao trào, những cái cảm xúc tiêu cực, chuyển hóa nó. Thì cái vấn đề này thì sẽ đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự nỗ lực thường xuyên. Có thể là ban đầu chúng ta sẽ chưa thể nào mà dành thời gian hàng ngày để mà đọc sách hay là để mà quán chiếu chính mình. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đó là đọc một quyển sách mỗi tháng, hay là đọc một quyển sách mỗi tuần, mỗi ngày dành 15 phút để đọc, ví dụ như thế. Những cái quyển sách này nhá, không hẳn là những cái quyển sách gọi là giúp cho chúng ta có một cái nỗ lực làm giàu hay là có thêm kỹ năng mềm hay là gì cả, mà là những cái quyển sách giúp cho chúng ta quán chiếu chính bản thân mình. Có thể đó là những quyển sách từ đạo Phật,
cũng có thể là những cái vị thầy tâm linh trên thế giới, ví dụ như là Sadhguru hay là Eckhart Tolle hay là Deepak Chopra, những cái quyển sách đấy rất là tốt. Hay là của thầy Việt Nam thì có thầy Thích Nhật Hạnh, có lẽ ai cũng biết tới. Đây là những cái sách mà chúng ta nên đọc thường xuyên. Nếu như chưa thể là hàng ngày thì ít nhất là hàng tuần. Nhưng mà hàng ngày là tốt nhất, để chúng ta luôn luôn được nhắc nhở, được ghi nhớ về những cái điều này, những cái chân lý mà những cái vị thầy đã để lại. Và nó giúp cho chúng ta quan sát chính mình, quán chiếu chính mình, để dần dần chuyển hóa chính mình. Và đặc biệt là tâm trí của con người có một cái đặc trưng, đó là chúng ta thường nắm lấy những cái thông tin nào nổi trội nhất và thường xuyên xuất hiện nhất. Có nghĩa là chúng ta sống với thói quen, luôn luôn sống với thói quen. Thì ví dụ như là chúng ta mà đặt một cái đồng hồ báo thức. Nếu chúng ta đặt đồng hồ báo thức vào 7 giờ sáng hàng ngày cho suốt một tuần, thì sau một tuần chúng ta gần như không có cần đặt cái đồng hồ đó nữa, chúng ta vẫn thức dậy vào 7 giờ. Nhưng nếu chúng ta chỉ đặt đồng hồ có một ngày, hai ngày thôi, thì đến ngày thứ ba chúng ta vẫn không thể thức dậy vào đúng cái giờ đó được. Bởi vì cái subconscious mind hay là cái phần tiềm thức của chúng ta nó chưa có quen. Nó sẽ nhặt lấy cái thông tin nào bề nổi nhất, nổi trội nhất, thường xuyên nhất, thông dụng nhất. Thế nên là khi mà chúng ta muốn cho tâm trí của mình á, nó hướng vào cái sự bình yên, hướng vào cái sự kết nối hài hòa với mọi người, hướng vào lòng từ bi yêu thương vô điều kiện, thì chúng ta phải thường xuyên nạp cái thông tin nó vào, thì tâm trí chúng ta nó mới có cái nền tảng đó để mà bắt lấy. Khi có một cái sự việc xảy ra thì nó sẽ tự động nhớ đến là à, trong cái sự việc này mình sẽ phải bình tĩnh rồi thông cảm rồi ABC, thay vì là cứ cuốn theo cái thói quen phản ứng một cách tự động. Thế nên là để mà đào tạo được tâm trí, chúng ta phải có một sự nỗ lực rèn luyện thường xuyên hàng ngày để tạo ra cái thói quen trong tâm trí đó, thì chúng ta mới có khả năng chuyển hóa trong những cái lúc mà có những cái sự việc bất ngờ xảy đến không nằm trong khả năng phán đoán của mình. Thì đây là những cái phương pháp mà chúng ta có thể vận dụng được ngay. Và nó không chỉ là để mà vận dụng một lần có thể chuyển hóa được bản thân mình, và nó không chỉ là một thứ trong số đó có thể thay đổi được hết toàn bộ những cái vấn đề mà mình đang có. Tức là nó là một cái sự kết hợp. Chúng ta có một cái sự kết hợp đồng bộ giữa những cái phương pháp này. Có thể ngay từ ban đầu thì chúng ta không thể nào mà có đủ thời gian và đủ kiên nhẫn để, và đủ cái nỗ lực để mà thực hiện toàn bộ những cái phương pháp này. Nhưng mà chúng ta cố gắng dần dần. Và đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ cảm thấy là đây là cái thói quen trong cuộc sống của mình. Tất cả những cái yếu tố này chúng ta sẽ biến nó trở thành second nature. Tức là nó đơn giản là cái cách mình sống như vậy thôi. Mình không có cố theo ai hay mình không có cố để trở thành một cái người khác. Mà dần dần mình sẽ rất là thích sống cái phong cách đó, cái cách thức đó, hay là enjoy cái lối sống đó. Và tự mình sẽ nhận thấy rằng là khi mà mình bị thiếu mất một cái yếu tố nào đó, mình tự nhiên bị mất cân bằng. Và tự mình sẽ trải nghiệm được rằng là à, mình sẽ cần phải có một cái sự đồng bộ, sử dụng tất cả những cái phương pháp này, và thường xuyên rèn luyện, thường xuyên nỗ lực thì mới có thể chuyển hóa được mình.